Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2. Chiều thứ ba ngày 9 tháng 1 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Ở bên nước Mỹ trong hơn chục ngày qua, họ rất là ồn ào về câu chuyện của ông Jeffrey Epstein. Câu chuyện này tưởng là đã cũ, nhưng khi mà tòa án cho phép tiết lộ hồ sơ của tòa án ra thì nó lại ồn ào. Vậy thì ông Jeffrey Epstein là ai? Ông này nguyên là một tỷ phú của nước Mỹ về bất động sản cũng như là về vấn đề truyền thông. Ông này sinh năm 1953. Ông bước vào trong ngành bất động sản, ông trở thành tỷ phú và người ta nói ông là một tỷ phú ăn chơi. Ông dụ dỗ gái nhà lành tới những nơi cực kỳ sang trọng hoặc những nơi đó là những biệt phủ của ông. Và ông có những việc không có đàng hoàng với những cô gái đó, nhất là những cô gái dưới vị thành niên luôn. Ông còn nổi tiếng mời những chính khách, những người rất nổi tiếng, những người giàu có chơi những cô gái đó luôn. Nên vào năm 2008, tòa có ra một án lệnh đối với ông và ông đã bị ở tù 13 tháng. Sau đó vào năm 2019, ông cũng bị bắt lại về những cái tội gần giống như thế. Đã xâm phạm vào những gái vị thành niên và ông bị bắt giam ở tại New York. Nhưng vào ngày 10 tháng 8 năm 2019, tức là cách đây khoảng chừng gần 5 năm thôi, 3 năm ấy thôi, người ta nói rằng ông đã treo cổ tự tử ở trong tù. Chuyện mà ông treo cổ tự tử trong tù, ai tin được thì tin, chứ còn tôi thì không có tin. Vì ông bị giám sát rất là chặt chẽ. Nhưng mà truyền thông của Mỹ nói rằng ông đã treo cổ tự tử trong tù. Chuyện đó như thế nào? Thì hạ hồi phân giải. Bây giờ nói về câu chuyện tại sao y xèo trong 10 ngày qua về hồ sơ mà tòa án cho tiết lộ về những người có liên quan đến ông Jeffrey Epstein. Bây giờ tôi xin đọc báo Associated Press của Tây Phương và nước Mỹ. Tôi không đọc từng câu từng chữ, tôi chỉ tổng lược nội dung. Thì theo Associated Press, tỷ phú Epstein là một người đã bị cơ quan điều tra ở tại thành phố Palm Beach, Florida. Vào năm 2005, ông ấy đã bị cáo buộc là trả tiền cho cô gái 14 tuổi để mà có tình dục. Vào năm 2006 thì ông ấy đã bị bắt. Đó là bên phía của báo Associated Press nói. Sau đó thì có rất là nhiều các cô gái, cả hàng tá các cô gái đã bị lạm dụng tình dục một cách tương tự, thì họ ra họ cáo buộc ông. Chính vì nhiều nạn nhân cáo buộc ông như thế nên theo Associated Press, ông đã nhận tội để có một bản án khoan hồng hơn. Ông đã ở tù 13 tháng và năm 2008 thì ông đã được trả tự do. Rồi sau đó thì Jeffrey Epstein lại có những tương quan với nhiều người nổi tiếng chứ không có giảm sút chút nào. Ông còn nhờ người bạn gái của ông tên là Ghislaine Maxwell để mà kết nối trở thành một đường dây rất là kinh khủng. Đường dây này thì Ghislaine Maxwell đã tuyển chọn những gái vị thành niên đưa về cho Jeffrey Epstein sử dụng và những người mà Jeffrey Epstein cho rằng đó là bạn thân hoặc là những người ảnh hưởng về chính trị. Thì theo báo Associated Press, trong đó có những người rất nổi tiếng, đó là cựu tổng thống Bill Clinton. Và đó có luôn cả
cựu Tổng thống Donald Trump nữa bên phía đảng Cộng Hòa. Khi ấy, cựu Tổng thống Donald Trump không có là Tổng thống mà chỉ là một doanh nhân, nên đã đưa về tư gia ở tại Mar-a-Lago, Florida. Đó là một chuyện mà người ta muốn theo dõi. Cựu Tổng thống Bill Clinton, khi ông còn là Tổng thống ở tại Tòa nhà Bạch Ốc, thì cô Monica Lewinsky, trẻ đẹp, khi ấy đã tình nguyện hay gì đó, đã thổi kèn cho ông ở ngay chính phòng bầu dục của Tòa nhà Trắng. Nên là Associated Press nói rằng là Jeffrey Epstein có rất nhiều bạn, những người bạn đó ảnh hưởng về giới kinh doanh, khi ấy như là cựu Tổng thống Donald Trump, và ảnh hưởng chính trị như khi ấy là đương kim Tổng thống Bill Clinton. Sau đó thì như đã nói vừa rồi, ông bị bắt vào năm 2005 về tội có lạm dụng tình dục với trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi, và nhiều cô gái dưới vị thành niên đã ra và cáo buộc ông, nên ông đã nhận tội và ông chỉ ở tù có 13 tháng tù thôi. Ông đã được trả tự do năm 2008. Thì ông lại có nhiều tương quan với nhiều cô gái mà ông nhờ qua người bồ của ông, người tình của ông là cô Ghislaine Maxwell. Maxwell đi tuyển dụng các cô gái trẻ về để cho Jeffrey Epstein hưởng thụ, và Jeffrey Epstein cũng dùng các cô gái đó để mà tặng các những người doanh nhân, những chính trị gia nổi tiếng. Thì các doanh nhân và chính trị gia đó không dám nói gì hết. Thế rồi theo báo Associated Press năm 2015, có một cô gái, cô này khi ấy cũng còn trẻ, cô tên là Virginia Giuffre. Cô mới ra cô tố cáo Ghislaine Maxwell là người đứng điều động đường dây tuyển dụng các cô gái trẻ cho Jeffrey Epstein hưởng thụ, và dùng người này người nọ để mà cung ứng cho các doanh nhân và các chính trị gia. Thì sự tố cáo đó vào năm 2015, cô đã nhờ luật sư kiện, vì cô nói cô là một trong những cô gái đó. Trong lời tố cáo thì cô Giuffre nói rằng năm cô mới 17 tuổi thôi, cô đã bị cô Ghislaine Maxwell là tình nhân của Jeffrey Epstein tuyển dụng để đưa cô về làm việc là spa, là nhân viên spa ở tại tư dinh của khi ấy là một doanh nhân là Donald Trump. Cô nói rằng khi mà làm spa như thế là người mà đấm bóp thì đã bị ép làm tình dục cho những doanh nhân đến nơi đó. Associated Press không có nói là cô ấy đã có quan hệ tình dục với doanh nhân Donald Trump, nên chúng ta chỉ biết như thế. Còn cô cáo buộc là cô tới nơi đây làm việc thì bị các doanh nhân ép là phải trở thành công cụ tình dục cho họ. Đó là cô Giuffre. Cô cáo buộc cô bị tuyển dụng bởi cô Ghislaine Maxwell là tình nhân của Jeffrey. Và vì như vậy là cô đã tố cáo từ năm 2015. Cô nói rằng là những người mà tới nơi đây thì cô thấy luôn cả hoàng tử của nước Anh là hoàng tử Andrew, và cô cũng thấy luôn cả cựu thống đốc của New Mexico là Bill Richardson, cựu thượng nghị sĩ rất là uy tín của nước Mỹ, đó là thượng nghị sĩ George Mitchell, và luôn cả tỷ phú Glenn Dubin và rất nhiều người khác. Vì hồ sơ mà được tiết lộ ra tại tòa thì nó là như thế, nên Giuffre đã tố cáo như vậy. Đó là nội dung của bên phía Associated Press. Nhưng cuối cùng
Vào năm 2022, thì hồ sơ vụ án mà cô kiện trong đó có cả hoàng tử Andrew của nước Anh, thì vào năm 2022, bên phía của hoàng tử nước Anh trả một số tiền, thì cô đã điều đình và coi như là bãi nại đối với hoàng tử của nước Anh. Cô cũng bãi nại với một số người mà cô đã cáo buộc, trong đó gồm luôn cả cựu luật sư của ông Jeffrey Epstein. Như vậy á, thì cái việc này á, lúc mà bãi nại á, thì cô nói có thể đó là một sự nhầm lẫn, tôi nhận diện không đúng người, như là cựu luật sư của ông Jeffrey Epstein. Riêng về trường hợp mà của cô Ghislaine Maxwell á, thì cô đã kiện vào năm 2015, nhưng rồi tới năm 2017, cái vụ kiện này cũng đã được bên phía của tòa án chấp thuận cho cái việc điều đình giữa hai người. Rồi sau đó đó thì chúng ta thấy là ông Jeffrey Epstein đã bị bắt vào năm 2019, và theo báo chí truyền thông của nước Mỹ, ông ấy treo cổ tự tử. Tôi thì không tin, nhưng mà đó là truyền thông chính thống của nước Mỹ. Ông ấy đã treo cổ tự tử, ai tin được thì cứ tin đi. Vì sao? Vì theo như những suy tư của tôi thôi, chuyện này liên quan đến khi ấy là cựu đệ nhất phu nhân, cựu thượng nghị sĩ, cựu bộ trưởng bộ ngoại giao của nước Mỹ là bà Hillary Clinton. Bà Hillary Clinton thì muốn trở thành một người có uy tín trong xã hội và trong chính trường của nước Mỹ, nên những gì đó mà tiết lộ ra thì nó rất có hại cho chồng bà, cho nội các của chồng bà, và đương nhiên như thế là nó có hại cho bà. Nên người ta nói đảng Dân Chủ hoặc là qua bàn tay của bà Hillary Clinton, theo suy luận của nhiều người, và trong đó tôi đồng ý, báo chí truyền thông của nước Mỹ phải nói rằng là ông Jeffrey Epstein đã treo cổ tự tử. Trong khi thực tế ở nơi đó khó có thể mà treo cổ tự tử, vì ông bị giám sát hầu như là 24/24, và nơi đó không có nơi, không có chỗ để mà treo cổ tự tử được. Ông bị giám sát chặt chẽ, ông bị gọi là biệt giam, mà đó là giám sát chặt chẽ, người ta đã tính toán không thể nào có những vũ khí vào trong đó, cũng không thể nào mà treo cổ được. Thế mà họ tuyên bố ông treo cổ tự tử. Đó là câu chuyện vào ngày 10 tháng 8 năm 2019. Thế thì sau đó thì người ta mới truy tố cô bạn gái của ông là Ghislaine Maxwell. Và Ghislaine Maxwell đã bị tòa kết án 20 năm tù về tội làm môi giới cho Jeffrey Epstein, bạn trai của bà ấy. Bây giờ đây thì tòa án đồng ý tiết lộ ra khoảng chừng mấy ngàn trang. Đây là lần thứ ba tòa cho tiết lộ một phần. Sẽ còn có những lần khác. Nhưng mà tòa nói rằng tòa cho phép tiết lộ là tại vì những người mà liên đới với cố tỷ phú Jeffrey Epstein thì chuyện đó nó hầu như là đã được tiết lộ bởi đường này hay đường khác, bởi những nhân chứng hoặc là bởi những điều tra viên, nên tòa cho phép tiết lộ. Rõ ràng là rất nhiều người nổi tiếng, từ các chính trị gia đến các doanh nhân, trong đó có cựu doanh nhân Donald Trump và sau này là tổng thống của nước Mỹ, trở thành cựu tổng thống. Đây là những chuyện mà họ tiết lộ ra. Ngoài đó ra đó thì sự tiết lộ này có hại cho ai? Có phải là có hại cho cựu tổng thống Donald Trump hay có hại cho đảng Dân Chủ? Thì người ta nói rằng á, chuyện mà doanh nhân Donald Trump tư dinh Mar-a-Lago là nơi mà cô
Jeffrey làm việc thì tiếp đón những người này người nọ và có quan hệ tình dục, thì những người đó không có cựu Tổng thống Donald Trump, không có cựu doanh nhân Donald Trump, nên nhiều người rất là thất vọng. Họ nghĩ rằng là phải là cựu Tổng thống Donald Trump mới được. Không thấy cựu Tổng thống Donald Trump, họ thất vọng. Và Jeffrey đã tiết lộ những người mà nổi danh như tôi đã nêu trên vừa rồi. Hồ sơ này mới là hồ sơ thứ 3 thôi, còn hồ sơ thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, nhiều người nữa sẽ được tiết lộ. Và theo Associated Press, thì một trong những người mà theo hồ sơ này tiết lộ cho thấy sự dính líu rất sâu rộng của cựu Tổng thống Bill Clinton, và cái người mà điều hành đằng sau chính là cựu thượng nghị sĩ, cựu bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton. Và đằng sau đó nữa là ai? Là đảng Dân Chủ. Trong những ngày tới thì chắc chắn tòa chấp nhận cho tiết lộ những bí mật hồ sơ của vụ án này. Điều này cho thấy không phải chuyện gì cũng tiết lộ ngay lập tức mà phải có thời gian. Vì chánh thẩm phán nói rằng là những gì mà cho phép tiết lộ là vì người ta đã biết hầu hết rồi nên mới cho tiết lộ. Còn những gì mà tối mật thì cần phải có thời gian theo quy định của pháp luật của Mỹ, có thể là 50 năm, 70 năm, 100 năm sau mới được tiết lộ. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả. Góc nhìn của tôi về vấn đề này thì quý khán giả thấy đó, chỉ liên quan đến một hồ sơ về vấn đề ông Jeffrey Epstein, không phải là an ninh quốc gia mà còn bị hạn chế theo thời gian. Huống chi những vấn đề liên quan đến quốc gia họ hạn chế rất là nhiều. Ngay cả việc mà ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy vào năm 1963, đã nhiều lần nhiều vị Tổng thống như là cựu Tổng thống Donald Trump, như là cựu Tổng thống Barack Obama cũng mong muốn tiết lộ ra cho toàn thể thế giới biết sự thật. Nhưng rồi cân nhắc vì vấn đề quyền lợi và an ninh quốc gia của Mỹ, họ vẫn giữ kín và giữ bí mật cho tới ngày hôm nay. Hồ sơ của Jeffrey Epstein bây giờ có một số được tiết lộ, nhưng bao nhiêu ngàn trang giấy ấy thì chúng ta thấy là họ tô đậm đen, không tiết lộ một số sự kiện cơ. Nói điều này để cho những người chống cộng cực đoan hiểu, không phải cứ nhân danh là quyền tự do ngôn luận và quyền tự do minh bạch thông tin báo chí hay gì đó để đòi hỏi là phải biết những quyết định đằng sau của một đảng hay là của một chính phủ. Nhất là những người chống cộng cực đoan cứ muốn rằng Đảng Cộng sản Việt Nam phải tiết lộ tất cả những bí mật về vấn đề sức khỏe của đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay là nhiều vấn đề khác. Hãy nhớ, sức khỏe của đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là an ninh của một đảng và an ninh của quốc gia bây giờ, vì Việt Nam theo thể chế đơn đảng. Cứ xem bài học từ bên phía của tòa án nước Mỹ thì hiểu thôi. Đó là góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.